Xin kính chào các quý vị. Vâng, sáng nay khi nhận kiện hàng đầu tiên, trong đó có một kiện Outlander đến từ Hàn Quốc, chúng tôi đã giật mình. Và đây chính là một con Mooseaver N30SA. Và đây là phân khúc đầu bảng của hãng của dòng Mooseaver này. Và với dòng này thì với nhiều người thì người ta sẽ cảm nhận nó thế nào khi nó có giá lên tới 552 triệu. Đúng là một con số rất là khủng khiếp, nửa tỷ đồng cho một cái đầu nguồn dẫn. Khi nói đến người Hàn Quốc thì nhiều người không biết nhiều về những đồ công nghệ của Hàn Quốc, nhưng người Hàn Quốc thì luôn luôn là những người tiên phong về đi trong các lĩnh vực công nghệ như là điện thoại, các đồ gia dụng với những cái hãng nổi tiếng như Samsung, LG hoặc Apple. Nhưng ngoài những công nghệ đó thì trong giới trẻ Audiophile còn nổi tiếng hơn, đó chính là dòng Outlander có thể sánh ngang với các dòng như DCS và vượt trội so với cả một số các quốc gia gần đó. Và bây giờ trước mặt các bạn đây chính là một dòng Outlander mà khi tôi muốn giới thiệu các bạn, đó là N30SA. Và nó có màu là màu black. Đây là một khối nguyên khi chúng tôi nhận được, vẫn còn bọc nguyên siêu như thế này các bạn. Cả vận đơn vận hàng đều nằm trong này hết ạ. Đó. Và theo một tiêu chí thì chúng tôi vẫn phải kiểm tra hàng trước khi giao hàng cho khách. Và để đảm bảo cho tính chuẩn của hàng khi nhận về thì các bạn nhìn thấy đây tất cả là được nguyên siêu thế này. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin phép được rạch cái thùng này ra. Vâng, cũng thật là háo hức và hồi hộp. Khi cũng đã lâu rồi thì chúng tôi mới làm những sản phẩm cao cấp thế này. Và đây là chính là cái nội dung mà bên nhà gửi hàng gửi cho chúng tôi. Vâng, nội dung có một kiện thôi. Hàng nhẹ tay dễ vỡ và vận chuyển được hàng không. Và trên này thì toàn bộ đây là đều là tem zin của hãng Outlander hết. Tem bản to của hãng. Và với thùng đóng này thì nó cũng hoàn toàn khác các thùng bình thường. Các thùng bình thường thì các bạn sẽ thấy nó là thùng xốp, nhưng tôi cảm nhận thùng này như là nó là thùng của một loại polymer và các bạn ạ. À vâng, thế đây là trong này là đấy là cái thùng ngoài này, là chỉ là cái thùng để bảo vệ cho một lớp thùng bên trong này. Đây đây mới chính là cái thùng bên trong mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là một thùng như này. Và khi kiểm tra tổng thể qua bên ngoài này thì tiếp tục bên trong lại còn thêm một thùng lớp nữa để tôi rạch, tiếp tục rạch ra. Và khi rạch ra đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một cái hộp, gọi là hộp phụ kiện. Và chúng ta cùng xem hộp phụ kiện này có gì. Và hộp phụ kiện này thì sẽ có một cái dây kết nối về điện và một dây linh và một cổng dây din, hai cổng dây din. Và trên đây thì nó có một cái quyển catalog hướng dẫn. SSH, HDD. Đây là các hệ thống có thể tra vào ổ cứng. Còn đây chính là quyển catalog để hướng dẫn về các ứng dụng của trong dòng Mooseaver này. Nhưng mà tôi nóng ruột quá, và khi bóc ra thì bao giờ nó cũng có cái mùi rất là đặc trưng khi mà các mùi sản phẩm hàng mới. Và tại sao nó có mùi đặc trưng này thì đúng là một cái điều này rất là cái sự cảm nhận và cái thích thú khi được làm và được trải nghiệm cùng những sản phẩm mà luôn luôn nó được bóc theo lần đầu. Và trên này thì người ta đây là người ta đã viết một chữ Outlander, người ta viết ngược chữ này là người ta đây là cái chính là cái mặt phía trên. Bây giờ thì tôi đưa dòng sản phẩm này lên. Và toàn bộ con này thì nó được của transit này thì nó được bọc trong một cái lớp vỏ bằng bạt. Đẹp quá các bạn ạ. Nhìn cái sự chắc chắn và sự dày dặn, và cái quan trọng nữa là cái
cái full hộp của cái này thì nó là tuyệt đẹp, tức là cái khổ của cái Outlander là trông nó rất là vững và trông nó rộng, cái quan trọng với màn hình nó rất là lớn. Và một lúc nữa thì tôi sẽ tiếp tục cắm và chúng ta thử bật đèn LED lên và chúng ta cùng trải nghiệm xem. Và với dòng này thì nó có hai bộ phận cách biệt hoàn toàn. Đây là phần nguồn các bạn ạ. Đây là phần nguồn rời. Tức là phần này phần power supply, phần nguồn rời. Đúng ra thì con này phải đặt ở dưới, con này đặt ở trên. Và bây giờ tôi sẽ đổi lại và chúng ta cùng xem. Nhưng mà thôi, tôi cũng để nguyên như thế này để cho nó có tính tự nhiên. Thứ nhất là tôi nhận thế nào thì tôi sẽ chuyển lên đúng như thế. Cái thai là bây giờ chúng ta cùng nhìn cảm quan qua bên ngoài. Thì trên này nó có một cái chữ Outlander khắc chìm ở trên một cái tấm kim loại được sơn, được phủ mờ bằng xước. Và tôi nghĩ đây là chắc là những tấm kim loại đã được loại bỏ hoàn toàn những cái tích điện. Rồi hai bên này, hồi này thì là chính là những cái cánh, vừa là tản nhiệt vừa là cái trang trí để cho cái hệ thống trông nó rất là mềm mại, uyển chuyển, nhưng mà cái quan trọng là nhìn trông nó rất là đẹp và vững. Còn về phần đằng sau thì tôi thấy tất cả mọi cái thì nó được thật hoàn hảo với các cọng mạ vàng và được các đường kết nối bằng dây đin. Và bây giờ thì tôi có thể đặt xuống và xoay lại cho các bạn nhìn cọc đằng sau trước đã, trước khi tôi xông điện. Vâng, sau khi thiết lập lại đúng hệ thống thì chúng ta cảm nhận được mặt đằng sau của dòng Outlander này. Đầu tiên nó có một cái nguồn điện vào và một dây nguồn và một nút power để khi mình tắt ở trong tình trạng standby. Còn đây là tất cả các hệ thống của ổ cứng đầu ra. Tức là đây là chính là những cái ổ cứng này. Khi người ta để về trên này thì tôi thấy đây là thực sự là dễ hiểu để, tức là những cái ổ cứng mà mình có thể chơi để hỗ trợ thêm những cổng ngoài thì khi mình cắm đầu vào đây được. Và đây thì nó có một cái mạng dây LAN 2X Double Isolate, tức là cái công suất tăng gấp đôi khi nhận tín hiệu đồ vào để đảm bảo được cái tính ổn định của mạng LAN. Đây là một trong những điều rất là hoàn hảo của khi hãng Outlander đưa cho các bạn. Và phần này nữa thì nó lại còn có thêm một cái đường để cho các bạn xả mát này. Còn đây là các data out, tức là đây nó sẽ kết nối với cả đủ cục supply ở phía dưới. Thì khi chúng ta kết nối vào những cấp supply này thì nó cũng sẽ hai đường link nhau, thì hoàn toàn nguồn điện nó sẽ tách rời vào ra và được chuyển từ điện AC sang thành diện DC, đảm bảo cho các bạn cái tính độ căn nhiễu cực kỳ thấp và gần như là không có để được tính năng nó được ổn định, vì đây nó là music server, tức là chỉ nhận tín hiệu đồ vào, khi đưa xuống giải mã DAC lại tiếp tục sang một hệ thống khác. Còn ở phần dưới này thì tất cả các cổng vào thì các bạn đã nhìn thấy nó có coaxial và bitlock, cũng có hệ thống data in đang nối vào để khi xuống đây là nó sẽ được giải mã ra. Với các cổng này thì như các bạn thấy thì cái sự phối ghép này thì nó thật là hoàn hảo, vì đã có power in, đây là power out và đây power in, và bên này có data out và data in, thì tất cả cái nối này thì nó quá là đơn giản cho một phong cách chơi và một cách sử dụng. Còn bây giờ âm thanh âm nhạc thì phải cho chúng tôi lên đồ và chúng tôi trải nghiệm và test cùng các bạn thì mới biết được cái hệ thống với có giá hơn nửa tỷ đồng này thì cái nhiệm vụ nó làm nó sẽ được như thế nào. Nhưng tôi nghĩ đây là một trong sản phẩm đồ bảng của hãng Outlander, thì đây sẽ là một sản phẩm siêu việt tuyệt vời. Hẹn các bạn ở YouTube tới.